Xin chào các bạn. Video này thì mình có một số máy câu nhập bãi, rẻ là chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Này là mẻ đầu tiên này các bạn. Số 1 thì mình có một con máy GS40 nha. GS40. Con này là máy in China nha. Máy in China này, đó. Toàn thân tay quay bằng tay quay carbon nha. Thân carbon, cối là cối nhựa nha, này là cối nhựa nè. Cối này về mình câu tôm, câu mực, câu cá nhỏ thôi nha. Câu này tầm còn 2-3kg đồ lại thôi. Ratio là 4.3. Con này là cước 3 là 140m, size 3.000 nha. Màu hình đẹp lắm, con này đẹp. Về mình câu tôm, câu mực, câu cá nhỏ nha. Câu cá tầm 2-3kg đồ lại thôi. Đó, lăn sáng bóng nha. Và cước tốt. Máy sóng, lưỡi gà tốt nha. Cước này. Quay rất là mượt nha. Đảo chiều phía sau này, đảo chiều. Chốt chặn. Đó, như thế này nha. Thay đổi trái phải. Con số 1 này có giá là 80k nha. Con này 80k. Tiếp theo là số 2. Số 2 thì mình có một con đuôi chuột nha, xẻo mối pin phía sau đuôi này. Con này tên là Long Cat Sabun nha. Con này là Hàn Quốc nha, Korea Hàn Quốc này, Korea. Màu hình này. Đứa chuột. Con này là cước số, để mình coi thử nhé. Cước số 6 của nó là 150m nha. Cước 5 là 200m, size là size 6.000. Lăn sáng bóng nha. Màu hình này. Như thế này. Và cước tốt. Xẻ mô pin phía sau đuôi này, xẻ mô pin máy sóng nha. Nhấn chỗ này mở cối. Đó. Rồi. Xiếc mô pin phía sau đuôi lại. Đó. Máy quay. Máy quay rất là mượt nha, chốt chặn. Đảo chiều phía sau đuôi này, đảo chiều ra bên này. Đó, đảo chiều. Bật sang là quay này hoạt động. Tay quay là tay quay gập. Đó, gập như thế này nha. Con này là con Hàn Quốc nha các bạn, size 6.000. Con số 2 này có giá là 200k nha. Số 2 nha. Số 2 này 200k. Đó. Thay đổi trái phải. Tiếp theo là số 3. Số 3 thì mình có một con máy đuôi chuột nha. Đuôi chuột như thế này. Con này nó không in tem nước nha, không in tem nước ở trên này luôn. Tên của nó là Aori. Cái này chắc Hàn Quốc này. Có kim loại, thân là bằng carbon, tay quay kim loại này. Lăn sáng, lăn bằng sứ, gạt cước tốt. Nhắn này là mở cối. Sẽ mở pin phía sau đuôi nha. Vặn như thế này. Máy sóng, lưỡi gà tốt này, gạt cước tốt. Xíu mô pin. Quay này, rất là mượt nha. Chốt chặn. Con này thì nó không có thông số ở trên cối nha. Nó không có để. Con này là size 5.000 nha. 5.000 nó để cái tên 5.000 cho nên. Size 5.000, cối nó như thế này. Ngoại hình này, ngoại hình thì có sần xước nha, con này nó có sần xước nha, nó có chạy sơn, nó sần xước, hoạt động thì tốt hết nha. Đảo chiều phía sau đuôi này, bật xuống, đảo chiều, quay tới là sử dụng. Đó. Con này là con số 3 này có giá là 180k, 3 nha, 180k, size 5.000 nha. Tiếp theo là số 4, số 4 thì mình có một con Sinus Ryobi nha, SS3.000. Con này là Japan này. Toàn thân là bằng carbon nha. Tay quay kim, tay quay này là tay quay kim loại, thân là bằng carbon. Màu hình này. Màu hình như thế này. Đó. Ratio là 4.4. Máy sóng. Cước 5 là 150m, size 5.000 nha. Lăn sáng bóng kẹt cước tốt. Size 5.000 này. Rất là mượt nha. Đảo chiều phía sau. Bấm này là quay tới. Chốt chặn. Tay gạch. Thay đổi trái phải. Con số 4 này có giá là 370k. Số 4 nha, 370k. Tiếp theo là số 5. Số 5 thì mình có một con Daiwa. Daiwa nha. Daiwa này là Daiwa Regas Mini. Con này là cước số 1.5 là 130m, size là 1.500 nha. Cước 2 là 100m, size 1.500.
hàng Thái Lan này, made in Thái Lan. Con này đẹp lắm nha. Con này độ mới nó tầm 90-95 lận. Mới tinh luôn nè. Mới tinh luôn nha. Lăn sáng bóng, cước xanh. Con này đẹp nè. Về mình, con này về câu cá lóc, câu suối mà. Quay rất là mượt nha. Nhỏ gọn nhẹ, chốt chặn. Tay quay gặp nè. Này đi câu bè luôn nha. Đó. Size 1.500. Câu còn tay chờ máy luôn. Rất là mượt nha, đảo chiều phía sau đuôi. Đó. Quay tới là sử dụng. Đây qua Thái Lan nha. Nắp có siết ren, siết số như thế này. Đó. Đó. Máy sóng. Cửa ghe tốt. Con số 5 này có giá là 350k. 350k nha. Tiếp theo là số 6. Số 6 thì mình có một con máy có kim loại như thế này. Tên của nó là BL3000. Con này là hàng China nhé, nó không in trên này. Hàng Trung Quốc nhé các bạn. Lăn sáng bóng, cước xanh, gạt cước tốt. Tay quay gập bấm vào này. Thay đổi trái phải nhé. Con này còn đẹp. Gạt cước xuống này. Đó. Máy sóng, tiếng được gà rất là hay. Quay rất là mượt nha, chốt chặn. Size là size 3000, đảo chiều phía sau đuôi nè. Đó. Con số 6 này có giá là 130k. 6 nè, 130k. Tiếp theo là số 7. Số 7 thì mình có một con máy nhôm. Con này là Daiwa nè. Daiwa ST3 nha. Ratio là 14.8. Full nhôm, con này là Japan. Japan. Ngoại hình của nó này nha. Thân là bằng nhôm, cối kim loại như thế này, lăn sáng nha. Cối đẹp, con này cối đẹp, thân của nó thì nó có sần xước nha. Này, con này thì người ta câu cũng nhiều đó, nên nó sần xước theo năm tháng. Đó, nó có sần xước. Rồi. Tay quay này, bấm chỗ này là gặp tay quay, bấm chỗ này là gặp tay quay. Đó. Gà cước tốt. Máy sóng, lưỡi gà tốt nha. Quay rất là mượt, chốt chặn. Con này có size là size. Con này là cước 7 của nó là 210m nha các bạn. Size con này là size 7.000-8.000. 7 là 210, size nó tầm 7-8.000 nha. Màu hình như thế này. Độ mới nó tầm khoảng cỡ 80% thôi nha. Nó có sần rất nhiều. Cối thì còn đẹp lắm nha. Cối là còn mới tinh luôn. Con này là con số 7. 450k nha. 7 nè, 450. Dòng này về câu sông, câu biển. Tiếp theo là con số 8. Số 8 thì mình có một con Ryobi nha. Sinus XS 3500ZM này. Ryobi. Con này đẹp nè. Con này là của Japan. Made in Japan. Tay gập. Tay quay là kim loại nha. Thân là bằng carbon, có carbon. Ngoại hình này, con này đẹp nè. Ryobi. Lăn sáng bóng, cước vàng. Kìa cước tốt. Ratio là 4.4. Con này là cước số 6 là 150m nha, size 6.000. Cước 5 là 200m. Sạc mô pin, máy sóng nè. Quay. Quay rất là mượt nha. Chốt chặn. Đảo chiều phía sau đuôi nè. Rất là mượt nha. Quay tới. Con này là con số 8. 8 650k nha. Số 8 này 650. Tiếp theo là số 9. Số 9 thì mình có một con máy nhôm màu trắng tinh như thế này. Con này tên là Letgo 400VO. Dòng này là dòng Olympic này. Olympic Helicon. Full màu bạc. Đó. Cối đẹp nhá. Cối sáng bóng. Con này là của Japan. Made in Japan. Lăn sáng bóng này. Màu hình này nha, nó có sờ một chút chỗ này. Máy sóng, lưỡi ghe tốt. Con này là cước số 8 là 200m nha. Size của nó là size 8.000. Size 8.000. Quay này rất là mượt nha. Chốt chặn. Tay quay gập, chỗ này là mình vặn lên nha. Vặn lên nó có, rồi mình nhấn liền nha. Vặn lên rồi nhấn xuống luôn, thẻ rất là bung. Vặn lên, mình nhấn cái tay quay gập là. Đó. Thẻ rất là bung. Quay rất là mượt nha. Chốt chặn, đảo chiều phía sau đuôi nè. Đó, rất là mượt luôn.
Này về mình câu sông câu biển. Mấy số? Con này là con số 9. Số 9 này có giá là 700k nha. 9 700k. Tiếp theo là số 10. Số 10 thì mình có một con máy Daiwa. Daiwa Sportline ST3000 nha. 3000 là cái tên. Con này size lớn nha. Hàng là hàng Japan. Japan này. Con này mới tinh nha, mới đẹp lắm. Tay quay. Đó. Rất là đẹp nha. Cái này là giấm bụi nè. Rất là đẹp nha. Máy sóng. Màu hình này, mới tinh luôn nha. Đây qua. Mới tinh luôn. Dòng này là có cốt trợ lực nha các bạn. Cốt trợ lực này. Về mình câu sông, câu hồ, câu tre, câu biển, câu cá lớn. Lăn sáng bóng. Tay quay gập nha, bấm vào này gập tay quay. Con này là cước số 7 của nó. Cước 7 là 200m nè. Size con này là size 8000 nha. Cước 7 200m, size 8000. Mới tinh luôn. Máy quay rất là mượt nha. Chốt chặn. Đảo chiều phía sau đuôi. Đó. Con số 10. Con này có giá là 1.100.000 nha. Số 10 nè, 1.100.000. Size 8000. Tiếp theo là 11. 11 thì mình có một con Daiwa nè. Daiwa. Con này là Emblem. Nó Intel Emblem X. Chạy 3 vạt đạn nha. 5500H. Con này là Japan. Cối nông. Cối nông. Mô pin sóng nha. Xẻ mô pin trên. Đó, máy sóng. Size lớn nha. Đẹp. Con này còn đẹp nha. Có sản xuất li ti thôi. Còn lại đẹp. Con này là cước số 12 của nó là 170m nha. Size tới 12.000. Máy size lớn nha. Con này size 12.000. Cối nông. Cối nông size 12.000. Quay này rất là mượt nha. Chốt chặn. Quay rất là mượt nha. Đó. Kẹt cước tốt. Lăn sáng bóng. Cước màu hồng. Bên trong này. Bên trong cái trục của nó to lắm nha. Đó. Này là về mình câu lục. Câu bạc bãi rồi nha. Câu sông hồ, câu cá lớn. Nó thu dây rất là nhanh. Mấy cái cối nông này nó thu dây rất là nhanh. Màu hình này. Màu vàng đẹp nha. Emblem. Ratio của nó là 4.6 nha các bạn. Tay gặp bấm chỗ này gặp tay quay. Con này là con số 11. 11 này có giá là 1.300.000 nha. 11, 1.300.000. Size là 12.000. Tiếp theo là 12. 12 thì mình có một con size lớn nha. Con này là size đi câu biển nha, câu tàu. Đánh cá lớn rồi đó. Này là vô dây tới 20.000. Size mấy là size 20.000 nha. Cước 20 này 180m. Đó, to lắm nha. Con này nặng chắc cả ký lận. Nặng của nó là 1020g, 1 kg 20g. Ratio là 3.2. Ratio càng chậm là mình tải càng cao nha các bạn. Mình kéo cá càng khỏe. Con này là của Nhật nha. Nó không in ở trên này. Con này là nội địa nha. Con này nó sử dụng trong nước nè. 3 bạc đạn. QD808. Đẹp lắm nha. Con này còn mới tinh luôn. Cối này sáng bóng. Lăng sáng bóng này. Con này mới đó. Đó. Dòng này là có cốt trợ lực nha. Này về mình câu cá ngừ. Đó, câu cá lớn nha. Cốt trợ lực rất là to. Cái cốt của nó này to lắm nha. Ai đi tàu á, mình câu cá lớn thì mình lấy mấy con này. Vô dây rất là nhiều nha. Mấy sóng này lưỡi là tốt, xiết hết cỡ lại. Đó. Máy quay này rất là mượt nha. Chốt chặn. Đảo chiều phía sau đuôi. Đó, quay rất là mượt nha. Quay tới là sử dụng. Này là gặp tay quay. Vặn lên là gặp tay quay nha. Vặn lên này. Gặp tay quay. Vặn xuống là sử dụng. Size 20.000. Độ mới của nó tầm 90% nha. Máy đẹp nha. Con này có giá là số 12 nha.
2.100.000. 12 2.100.000 nha. Xa 20.000. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là để lại bình luận mã máy kèm số điện thoại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.